bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đang cảm thấy chưa trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 650. Kinh Chư Pháp Vô Hành. Hán dịch Đời Vô Tần. Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập người nước Quy Tư, quyển thượng. Tôi nghe như vậy. Có một thời, tại núi Kỳ Sà Quật trong thành Vương Xá, Đức Thế Tôn đang nhóm họp cùng 500 vị tỳ kheo với 92.000 vị Đại Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này có tên như Đại Bồ Tát Chúng Đức Trang Nghiêm, Bồ Tát Sư Tử Du Bộ, Bồ Tát Quang Vô Chướng Tịnh Vương, Bồ Tát Cao Sơn Đảnh Tụ Tài Vương, Bồ Tát Ái Hỷ Tịnh Quang, Bồ Tát Quang Tế Nhật Nguyệt, Bồ Tát Diệu Tịnh Kết, Bồ Tát Thân Xuất Liên Hoa Quang, Bồ Tát Phạm Tự Tại Vương Âm, Bồ Tát Du Hí Thế Sư Tử Vương Ý, Bồ Tát Kim Sắc Tịnh Quang Oai Đức, Bồ Tát Nhu Diễn Thân, Bồ Tát Kim Sắc Tướng Trang Nghiêm Thân, Bồ Tát Thập Quang Phá Ma Lực, Bồ Tát Chư Căn Oai Nghi Thiện Tịch, Bồ Tát Đức Như Cao Sơn, Bồ Tát Thiên Âm Thanh, Bồ Tát Pháp Lực Tự Tại Du Hành, Bồ Tát Sơn Đức Tịnh Thân, Đại Bồ Tát Diệu Đức. Những Bồ Tát như vậy có đủ 92.000 vị. Bây giờ thấy đại hội đông như vậy, Bồ Tát Sư Tử Du Bộ liền đứng dậy, rịch vai áo bên phải của phải chạm đất, chắp tay hướng Phật mà nói: Kệ thưa hỏi, Thế Tôn Đại Đạo Sư, danh đức thật vô lượng, đại chúng nay nhóm hội, xin nói pháp tịch diệt, tà kiến sai ái mạng, tánh ganh ghét giận dữ, đạo là như thế nào, đại âm phương tiện nói, tính tư niết bàn thế nào, không khác với thế pháp, các pháp tánh không hai, xin đại bi diện nói. Tánh các pháp là gì? Rốt ráo không ngăn ngại, tánh ấy như niết bàn, cũng đồng với giải thoát, không buộc cũng không mở, cũng như tướng hư không, âm ca lăng tầng già, tiếng đại phạm trong sạch, sắc thân tựa vàng trời, mạng sáng vô lượng đất. Diện nói pháp thật tướng, cứu cánh không buộc mở, thế nào là năm cái, ngang bằng với bồ đề, thế nào là bồ đề, tức đồng các nghiệp tánh, là pháp là chẳng pháp, đồng một tướng là gì? Rốt ráo sạch như vậy, của sinh Phật diện nói, vô số, vô phi số, các pháp rốt ráo diệt tướng tất cả các trí, và cả đạo bồ đề, nhị pháp, thế nào không? Của sinh Phật diện nói, vô tác, vô phi tác, vô trước, vô phi trước, rốt ráo không chúng sinh, không ngại trong các pháp, không giới, không nhẫn nhục, cũng không người hủy giới, không trí, cũng không tuệ, cũng chẳng không trí tuệ. Pháp này thường thanh tịnh, của sinh Phật diện nói, tất cả pháp là gì, vắng lặng như hư không, vô tâm, tâm số tâm, số pháp, vô kiến, đoạn chúng tu, tất cả loài chúng sinh giống như tướng hư không, một tướng pháp cũng không, tâm hành đều chẳng được. Các pháp không sinh diệt, không học, không la hán, cũng không biết chư Phật, cũng không còn vô tác, không trụ, không nương tựa, không đến, cũng không đi, các pháp không tướng động, thường trụ như tu di, không tướng, cũng không sắc, tánh sắc là tức là đạo, tánh sắc là đạo Phật. Pháp như vậy sẽ nói, không Phật pháp là gì, và cả không chúng tăng, Tam Bảo là một tướng, của sinh Phật dạy nói, vô không vô, vô tướng, và cả không vô tác, không hợp cũng không tan, danh tướng pháp cũng không, các pháp cứu cánh không, như tiếng vang ai tạo, vô sinh vô vô sinh, không gì không qua lại, không trời rồng quỷ thần, cả gia xoa cận na, không người, không địa ngục, không ngạ quỷ súc sinh, không chúng sinh năm đường, có sinh nói pháp này. Đạo sư Phật Thế Tôn, những ngoại đạo tà kiến được nghe lời diễn nói, đẳng không hai là gì? Những văn tự ngôn ngữ pháp này đều một tướng, Thế Tôn đại từ bi, xin mở pháp môn này. Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Đại Bồ Tát Sư Tử Du Bộ, thật lành thay này Thiện Nam, những lời ông hỏi thật là hiếm có, là những điều mà tất cả thế gian khó có thể tin được. Thiện Nam, hãy thôi chớ có hỏi nữa, ta sao vậy? Bởi vì đối với pháp không kiến, vô tướng kiến, vô sinh kiến, vô sở hữu kiến, vô thủ tướng kiến, Phật kiến, Bồ đề kiến này, hàng Bồ Tát mới phát khởi ý, không có khả năng theo kịp. Thiện Nam, do đó không nên nói pháp này trước hàng Bồ Tát mới học. Vì sao? Vì nếu như nghe được pháp này, họ có thể cắt đứt nghiệp lành, ở trong Phật đạo họ sẽ đi vào con đường tà, còn nếu như đọa vào đoạn diệt hoặc đọa vào kế thường, thì họ sẽ không biết được Như Lai dùng phương pháp gì để tùy nghi thuyết pháp. Khi đó Đại Bồ Tát Sư Tử Du Bộ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cố sinh Phật thường xót thế gian mà nói pháp này. Trong đời sau, nếu có vị Bồ Tát nào đối với pháp không kiến, vô tướng kiến, vô tác kiến,
vô sân kiến, vô sở hữu kiến, vô thủ tướng kiến, Phật kiến, Bồ đề kiến này mà phân được biệt được đâu là không, đâu là vô tướng, là vô tác, ưa chuộng việc đọc học, chăm chỉ lo sự nghiệp, thích câu nệ và văn tự, coi việc biện thuyết là tốt, coi trọng danh lợi. Những người như vậy nghe Như Lai nói về pháp vô văn tự, cố gắng thanh tịnh thì sẽ bỏ được các kiến này. Đó là các hàng Bồ Tát tùy theo khả năng tinh giải, tùy vào lòng tin và sự hiểu biết của chúng sinh mà dùng sức phương tiện vì họ thuyết pháp. Tuy nói là ít ham muốn, biết vừa đủ, nhưng không vì thế mà cho là hơn hết. Tuy nói kinh giới cũng không vì thế mà cho là hơn hết. Tuy nói ở giữa các loại ác nhưng cũng biết được tướng xa lìa của tất cả pháp. Thường khen ngợi việc ở một mình, không ở nơi ồn ào, náo nhiệt, nhưng không vì thế mà cho là hơn hết. Tuy khen ngợi việc phát tâm Bồ Đề, nhưng biết tánh của tâm, tức là Bồ Đề. Tuy ca ngợi kinh Đại Thừa, nhưng biết tất cả các pháp đều là đại tướng. Tuy nói Bồ Tát Đạo mà không phân biệt được A-la-hán, Bích Chi Phật, Chư Phật. Tuy khen ngợi việc bố thí, nhưng vẫn hiểu rõ bố thí có tướng bình đẳng. Tuy khen ngợi việc trì giới, nhưng vẫn hiểu rõ các pháp cùng là tánh giới. Tuy khen ngợi việc nhẫn nhục, nhưng vẫn biết tướng các pháp là vô sinh, vô diệt, vô tận. Tuy khen ngợi tinh tấn, nhưng vẫn biết tướng các pháp là không phát, không hành. Tuy thường khen ngợi thiền định, nhưng vẫn biết được tướng của tất cả các pháp là thường tịnh, thường định. Tuy mỗi mỗi khen ngợi trí tuệ, nhưng vẫn hiểu được thật tánh của trí tuệ. Tuy nói tham dục là tội lỗi, nhưng vẫn không thấy pháp có chỗ để đáng tham. Tuy nói tức giận là tội lỗi, chứ không thấy pháp có chỗ để có thể giận. Tuy nói ngu si là có tội lỗi, nhưng biết tướng các pháp là vô si, vô ngại. Tuy chỉ cho chúng sinh sự khổ đau, sợ hãi khi đọa trong ba đường ác, nhưng không đạt được các tướng của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Như vậy, này các Bồ Tát, tùy theo lòng tin và hiểu biết của chúng sinh, dùng sức phương tiện thuyết pháp cho họ, nhưng vẫn tự mình tính giải. Pháp của một tướng đó chính là những điều gọi là không, vô tướng, vô tác, vô sinh, vô sở hữu, vô thủ tướng. Bạch Thế Tôn, của sinh Thế Tôn, hãy vì sự tính giải về pháp một tướng sâu xa mà nói pháp phương tiện không thể nghĩ bàn này. Pháp mà tất cả các hàng thanh văn Bích Chư Phật và cả hàng Bồ Tát mới phát ý không thể theo kịp. Khi ấy Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Sư Tử Du Bộ: Thì Nam, này ta sẽ vì ông mà giả nói nghĩa này. Vậy ông phải cố gắng lắng lòng mà nghe và suy nghĩ cho thật khéo. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, con sẽ cố gắng lãnh thọ. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ trả lời: Nếu người muốn thành Phật với tham dục chớ hoại các pháp tức tham dục, biết vậy tất thành Phật. Tham dục và sân si là điều không giả đạt, pháp này đều như không, biết vậy ắt thành Phật. Thấy chẳng thấy một tướng, chấp không chấp cũng vậy, đây không Phật không pháp, biết vậy là đại trí. Như người ở trong mộng, đức đạo độ chúng sinh, không đạo không chúng sinh, tánh Phật pháp cũng vậy, đạo tràng không một chỗ được. Nếu đạt thì không có, sáng không sáng một tướng, biết vậy là Thế Tôn. Chúng sinh tức Bồ Đề, Bồ Đề tức chúng sinh, Bồ Đề chúng sinh một, biết vậy là Thế Tôn. Ví như nhà ảo thuật biến ra rất nhiều việc, thấy cái thấy được không tật, không trí số ngọn ấy, tham sân si như huyễn, huyễn không khác ba độc, chính phàm phu phân biệt, ta tham, ta sân giận. Như vậy kẻ ngu si ắt đọa ba đường ác, thật tướng không tham sân, ngu cũng không thể được. Phân biệt pháp như huyễn, đốt tự tánh phiền não, thật tướng không phiền não, không Phật không chúng sinh, phân biệt pháp vô sinh, phàm phu muốn thành Phật. Không thấy chư Phật pháp, cũng không thấy chúng sinh, ai biết pháp tướng này chống thành chúng sinh tôn. Nếu ai cầu Bồ Đề thì không có Bồ Đề, người ấy xa Bồ Đề, ví như trời và đất. Biết các pháp như huyễn, chống thành thượng nhân trung. Nếu ai phân biệt giới thì lại không có giới, nếu ai có giữ giới thì lại là mất giới, giới chẳng giới một tướng, biết vậy là đại sư. Trong mộng hành nông dục, tự lấy làm vui sướng, nữ sắc phân biệt thấy, thật trong đấy không có. Giới hủy giới như mộng, phàm phu phân làm hai, thật không giới hủy giới, biết vậy là đạo sư. Phàm phu chấp danh tự, không biết tánh ngôn ngữ, danh tự chẳng danh tự, biết vậy được vô sinh. Tự gọi là Bồ Đề,
đọc tụng nó cho người, chính mình không thực hành, chỉ dựa vào các tánh, chỉ đọc kinh cầu đạo, thường thấy lỗi người khác, chấp hoan nghi văn tụng, thấy người kính tự tôn, ý chủng tánh văn tụng, không biết pháp thật tướng, nhận hàng người như vậy chẳng thể nào thành Phật. Vì nói các pháp không, ác tâm ưa tranh luận, người này không Phật pháp, cũng không có Bồ đề. Biết sân cùng tướng nhẫn, hiểu vậy trọn không sân, không rõ tánh chúng sinh thì sẽ sinh sân hận. Người tự nói Bồ Tát cũng là nói như vậy, ta thương xót khắp cả thành Phật độ chúng sinh. Người chọc khiến ta giận, nhẫn nhục ta không nói, thường cầu người chỉ lỗi, vui vẻ trong tranh luận. Ca ngợi hạnh nhẫn nhục và nói các pháp không, tâm ta nhiều kiêu ngạo do thường xét lỗi người. Tham đắm mùi vị ngon, ngày đêm nhớ năm dục, người này vào thành ấp, tự nói mình độ người. Thương nghĩ các chúng sinh, làm lợi ích cho họ, tuy miệng nói như vậy, nhưng lòng ưa quấy người. Ta chưa từng thấy nghe, thương xót mà gây não, lại cùng nhau giận dữ cầu xin A-di-đà. Nếu người như hàng xa, ác khẩu theo dao gậy, vậy mà có thể nhẫn tất sinh cõi trong sạch. Cõi Phật chẳng cõi Phật, biết như tướng hư không, không phân biệt cõi nước và công đức cõi nào. Những người như vậy đấy sẽ sinh các cõi Phật. Tự nói nhẫn các ác, thấy Bồ Tát như Phật. Ta chưa từng thấy nghe tướng Phật có sân giận, mối tự khen hủy người. Ưa đàn việc tri thức, những người ta dạy dỗ, che chở khiến như Pháp. Người nên theo ta độ, chớ thân cận ai khác. Người kia hạnh không trọn, tưởng ở nơi ồn ào. Ngày này với Phật đạo, không siêng năng tu hành. Người ngay cầu Phật đạo, ngày đêm cả ba thời. Đảnh lễ các Bồ Tát nên xin lòng cung kính. Tùy theo chỗ hành đạo mà không nói lỗi lầm. Nếu thấy đắm năm dục cũng không nói sai lầm. Mà phải nghĩ người ấy sẽ đắc đạo về sau, tu lớp thành nghiệp đạo. Không thể vội thành Phật, hoặc phát tâm không lâu, rồi mới hành việc này. Chớ phân biệt tham dục, tánh tham dục là đạo. Phiền não trước đã không, mai sau cũng không có. Hãy tin hiểu như vậy, liền đắc vô sinh nhẫn. Quán âm thanh tốt xấu, biết chặn tánh âm thanh. Nên nhập vô văn tự, pháp môn của thật tướng, nói tin được pháp này, tất không dâm nộ si. Quán tham dục ngu si, tức là tướng vô lượng. Cả hai không văn tự, dùng văn tự để nói. Những nơi có văn tự thì đều không có thật. Tất cả các âm thanh xem là tánh một âm. Phật thuyết và tà thuyết thì đều không phân biệt. Pháp tuy dùng ngôn thuyết, thật không pháp không thuyết. Hãy vào nhất tướng môn, tức được vô thượng nhẫn. Là nhẫn là chẳng nhẫn, cho nên có phân biệt. Với tâm dục sân tức, chớ tính lợi trong đáy. Biết cả hai không sinh, sẽ làm thế trung tôn. Hướng đông tây nam bắc, cõi như các sông hàng, nhỏ nhặt như bụi trần, mỗi trần là một nước. Trong đấy đầy châu báu, với vô ương số kiếp, cúng dường các Như Lai, những công đức đạt được. Do người nghe kênh này, chẳng bằng phần trăm ngàn, nếu có người xuất gia, một lòng cầu Phật đạo, ta giao cho người ấy yếu pháp bí mật này. Nếu ai tụng kênh này, cùng giả nói nghĩa lý, vô lượng tổng trì biện, tự nhiên đều đạt được. Lợi căn tuệ vô tận, thích nói trí biện tài. Vô lượng ức chư Phật đều cũng như người này, chư kinh báu pháp màu tự nhiên đều nói được. Khi đó Bồ Tát Sư Tổ Du Bộ Bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Thế Tôn nói kệ này sẽ có bao nhiêu người tự mình đạt được sự lợi ích? Phật đáp: Này thì nam, ông thấy đại chúng ở đây không? Dạ đã thấy. Phật tiếp: Này khi ta nói pháp này, có cả vô lượng vô số chúng sinh ở trong chúng hội, cùng với các hàng trời rồng già xoa cả tất ba Atula Khẩn Tu La Ca Lầu La Ma Hồ La già, đầy khắp cả hư không, do nghe lời pháp mà được sáng suốt, cho đến các thế giới ở phương khác cũng đều được lợi ích. Chính vàng 2000 già xoa thần để phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, có 500 vị tỳ kheo tăng thượng mạng chưa đắc nói là đắc. Này nghe được pháp này không còn tăng thượng mạng nữa, đạt được sự tính giải và lòng tin và sự hiểu biết đối với pháp chân chánh về tất cả các pháp đều là một tướng. Do không tỏ nhận các pháp nên các lậu chấm dứt liền được giải thoát. Thế rồi trong hàng Bồ Tát cũng có số phạn 2000 vị
Nên hiểu được các pháp là không có tướng, chướng ngại và đạt được vô sinh pháp nhẫn. Tại sao vậy? Bởi đây là bài pháp cao tột nhất trong tất cả bài pháp được nói. Này thì Nam tử, như khi xưa ở chỗ Phật Như Đăng, ta tin hiểu được các pháp là một tướng, không ngại. Rồi sau đó ta mới đạt được vô sinh pháp nhẫn, đầy đủ sáu pháp ba la mật. Vì sao? Vì trong hằng hà sa kiếp, đâu có Bồ Tát nào thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mà lại không thể biết được tướng các pháp là như vậy. Thì vị ấy sẽ bị mất sạch tất cả các căn lành. Thì Nam, ông thế chăng? Đề Bà Đạt Đa có căn lành và đức lớn, được thành tựu 30 tướng của bậc đại nhân, có công đức như vậy. Thế mà do không biết tướng các pháp này nên đã mất sạch căn lành, đọa vào địa ngục lớn. Thì Nam, ông nên biết, dù phát tâm đã lâu, có công đức lớn, nhưng nếu không nhập vào pháp môn này thì đều có thể bị mất sạch các công đức và căn lành. Thì Nam, như vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, ở tăng kỳ kiếp ở quá khứ có vị Phật tên là Cao Tu Di Sơn Vương Như Lai, là bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thọ mạng 99.000 vạn ức na do tha năm, có nước tên Kim Chỉ Minh. Ở nước ấy đất được làm bằng vàng ròng. Pháp vị Phật ấy nói cũng dùng ba thừa để độ thoát chúng sinh. Chúng hội ban đầu của vị Phật ấy có 80.000 vạn ức na do tha đệ tử thanh văn. Chúng hội lần hai có 70.000 vạn ức na do tha đệ tử thanh văn. Chúng hội lần ba có 60.000 vạn ức na do tha đệ tử thanh văn. Chúng hội lần bốn có 50.000 vạn ức na do tha đệ tử thanh văn. Các chúng đệ tử thanh văn này để đắc quả vị A La Hán, đã vứt bỏ được gánh nặng, tìm được sự lợi ích cho bản thân, đã dứt sạch mọi trói buộc, biết giác được giải thoát. Chúng tỳ kheo ni có gấp đôi số trên và cả các chúng như chúng Ưu Bà Tắc, chúng Ưu Bà Chi, chúng Bồ Tát, mọi chúng đều gấp đôi số lượng chúng ở trên, đều đạt được vô sinh pháp nhẫn, đều đạt được vô lượng vô biên đà la ni môn, tam muội môn, đều có khả năng chuyển bánh xe pháp không thoái. Huống gì là những vị Bồ Tát mới phát tâm. Lại nữa, những vị phát tâm phát đạo tâm bích chi Phật cũng có vô lượng vô biên. Thì Nam, bây giờ trong chúng hội của vị Phật ấy, chúng đệ tử có đến vô lượng vô biên. Trong nước kim diễn kia, cây cối được làm bằng bảy báu, các cây báu ấy thường phát ra âm của các pháp, đó là âm thanh tất cả các pháp không, âm thanh không có tướng, âm thanh không tạo ra, âm thanh không sinh, âm thanh không có chỗ có, âm thanh tướng không nắm giữ. Những người dân trong nước ấy nghe pháp âm này tự nhiên đều đạt được tật tướng của các pháp, tâm được giải thoát. Sau khi vị Phật ấy diệt độ, giáo pháp tồn tại được ngàn năm thì các cây báu ấy không còn phát ra âm thanh nữa. Thì Nam, vị Phật Cao Tu Di Sơn Phương này đem giáo pháp giao phó cho Bồ Tát Tịnh Oai Nghi khiến phải giữ gìn. Sau khi phó thác, Đức Phật liền vào cõi vô giới Niết Bàn. Lúc đó có một vị tỳ kheo tên là Hữu Oai Nghi, giữ giới trong sạch, đạt được bốn thiền, bốn vô sắc định và năm thần thông, khéo tụng tạng tỳ ni, thích việc khổ hạnh, không hay khéo biết lòng người khác. Vị đệ tử này cũng đều khổ hạnh, rất coi trọng pháp Đầu Đà. Vị pháp sư Tịnh Oai Nghi này cũng giữ giới trong sạch ở trong vô số hữu pháp, đạt được phương tiện khéo léo. Sau đấy pháp sư Tịnh Oai Nghi dẫn các đệ tử cũng đến ở chung chỗ với tỳ kheo Hữu Oai Nghi. Bởi lòng thương xót chúng sinh, nghe pháp sư Tịnh Oai Nghi rồi chỗ ở và các xóm làng cất thực, dùng xong rồi trở về giáo hóa cho trăm ngàn vạn nhà đều trở thành đệ tử, khiến cho họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng đệ tử của vị pháp sư ấy cũng khéo giáo hóa nên thường vào các xóm làng thuyết pháp, khiến cho bao nhiêu là trăm ngàn chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong khi ấy, tỳ kheo Hữu Oai Nghi lại thường dư ở nơi tháp chùa. Chúng đệ tử của ông không giữ giới, không giữ sạch giới, nhưng lại ưa thích thực hành Đầu Đà. Tỳ kheo Hữu Oai Nghi siêng năng chăm chỉ, lòng đã quyết định lấy việc làm của chính mình dạy dỗ các đệ tử phải đam mê pháp lành để có được những kiến đắc.
cho rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường khổ, tất cả pháp vô ngã, nhưng lại không hay khéo hành các pháp thiền định, không hay khéo thực hành đạo Bồ Tát, nên gốc tâm tán loạn. Pháp sư Tịnh Oan Nghi khéo biết căn tánh chúng sinh có nhanh chậm, biết tâm ý của tỳ kheo Hữu Oan Nghi không thường vào xóm làng, và các đệ tử của ông cũng vậy. Tỳ kheo Hữu Oan Nghi thấy pháp sư Tịnh Oan Nghi cùng chúng đệ tử thường đi vào xóm làng, sinh tâm không sạch, liền đánh bản họp chúng, đặt ra điều lệ: các ngươi từ nay trở về sau không được vào xóm làng, không thể một lòng tu hành vắng lặng đi vào xóm làng, được lợi ích gì chứ? Đức Phật thường khen ngợi ở nơi yên vắng, các vị đã một lòng ưa thích hành thiền cho nên vào nhà người khác. Đệ tử của pháp sư Tịnh Oai Nghi không chịu nghe lời của tỳ kheo Hữu Oai Nghi nên vẫn đi vào xóm làng. Sau đấy tỳ kheo Hữu Oai Nghi thấy các đệ tử của pháp sư Tịnh Oai Nghi từ trong xóm làng đi ra, lại liền đánh bạn họp chúng, nói những lời như vậy: nếu ai vẫn tiếp tục vào xóm làng thì không được ở đây. Khi ấy pháp sư Tịnh Oai Nghi vì muốn che chở cho tỳ kheo Hữu Oai Nghi nên bảo với các đệ tử của mình là từ nay trở về sau cho nên vào xóm làng. Các đệ tử của pháp sư nghe theo lời thầy dạy không đi vào xóm làng nữa. Lúc bấy giờ mọi người dân không thấy vị pháp sư cùng chúng đệ tử của ông vào xóm làng nên âm lòng buồn rầu, căng lành đuôi mất. Trải qua 3 tháng tự sám hối đã xong, pháp sư Tịnh Oai Nghi đến tăng phường khác, nơi ở chỗ ở mới. Thầy trò pháp sư lại đi vào xóm làng thành ấp nói pháp cho mọi người. Lâu sau, tỳ kheo Hữu Oai Nghi thấy pháp sư Tịnh Oai Nghi tiếp tục đi vào nhà người, thấy các đệ tử của pháp sư phá hủy phép tắc thường dùng, liền sinh ác tâm, nghĩ thầm: tỳ kheo này phá giới hủy giới sao có bồ đề. Liền nói với mọi người rằng: tỳ kheo này có hạnh bậy bạ, cách Phật rất xa. Tỳ kheo Hữu Oai Nghi đã gây ra tội vậy rồi, về sau mất đi liền phải chịu hậu quả của việc chính mình đã gây ra, đọa vào địa ngục lớn A Tỳ 900.000 vạn ức kiếp phải chịu các khổ não, ra khỏi địa ngục đã qua 63 vạn đời, thường bị cha bay. Thì tội ấy mới dần dần giảm đi, sau đó trải qua 32 vạn đời làm tỳ kheo. Sau khi xuất gia, vì do nghiệp duyên này nên phải trả giới trở về đời, và cũng vì nghiệp duyên này còn có những tội khác nên gặp được Phật Tịnh Minh, liền xuất gia nhập đạo, siêng năng chăm chỉ như cứu lụa cháy đầu. Trong ngàn vạn ức năm phần không đạt được nhu thuận pháp nhẫn, trong vô lũ ngàn vạn đời các căn vẫn ám độ. Này sư tổ Du Bộ, ông nghĩ như thế nào? Lúc ấy tỳ kheo Hữu Oai Nghi có phải là ai khác đâu, đừng nghĩ gì khác, người ấy chính là thân ta đây. Do ta đã khởi lên tâm không sạch, dù là rất nhỏ này nên phải chịu cái khổ của tội gây ra, phải đọa vào địa ngục. Này sư tổ Du Bộ, nếu ai không muốn khởi nghiệp tội này thì đừng nên khởi ác tâm đối với vị Bồ Tát ấy. Những việc làm của Bồ Tát đều phải tinh hiểu, không nên khởi tâm sân sân hận. Nên nghĩ như vậy, ta cũng không có khả năng khéo biết được tâm người khác, những việc làm của chúng sinh cũng khó biết được. Thì Nam, Như Lai thấy được lợi ích ấy nên thường nói pháp này. Thế nên người tu hành không nên bình luận người khác, chỉ có Như Lai và những vị như Như Lai mới có khả năng biết được mà thôi. Bởi thế các vị tu hành nếu muốn tự giữ gìn mình thì phải cẩn thận, chứ bình luận người mà chống trái lẫn nhau. Hàng Bồ Tát nếu muốn tu tập Phật Pháp ngày đêm nên hết lòng nhớ nghĩ. Những vị đã phát tâm Bồ Tát sâu xa thì không nên ưa tìm cầu cái tốt của người. Bồ Tát nào có khả năng giáo hóa khiến cho các chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới thực hành 10 điều lành thì chẳng bằng vị Bồ Tát. Chỉ trong khoảng thời gian một bữa ăn ở nơi vắng lặng, một lòng nhập vào pháp môn nhất tướng cho đến nghe nhận lãnh đọc tụng và nói, thì phước đức của vị này đã vượt trội hơn phước đức của vị kia rất nhiều.
Tại sao vậy? Bởi vì các hàng Bồ Tát nên áp dụng pháp môn này thì có thể diệt trừ tất cả nghiệp chướng trọng tội, cũng có thể ở trong tất cả chúng sinh mà vẫn xa lìa tâm ưa ghét và chống đạt được nhất thiết chủng trí. Khi ấy Văn Thù sẽ lợi Pháp Vương Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói là diệt trừ nghiệp chướng tội, vậy thì thế nào gọi là diệt trừ nghiệp chướng tội? Phật bảo Văn Thù sẽ lợi, nếu các Bồ Tát thấy được ách tánh tất cả Pháp là không tạo tác, không quả báo thì có thể diệt trừ tội nghiệp của chướng, hết tội của nghiệp chướng. Lại nữa này, Văn Thù sẽ lợi, nếu các Bồ Tát thấy được giới hạn của tham dục, tức là giới hạn của chân thật, thấy được giới hạn của sân giận, tức là giới hạn của chân thật, thấy được giới hạn của ngu si, tức là giới hạn của chân thật, thì có thể diệt trừ hết tội của nghiệp chướng. Lại nữa này, Văn Thù sẽ lời, nếu các Bồ Tát thấy được tánh của tất cả các chúng sinh, tức là tánh Niết Bàn, thì có thể diệt trừ hết tội của nghiệp chướng. Vì sao? Phải nhờ có người dựa vào những kiến chấp của mình có thể khởi nghiệp không biết không nghe. Kẻ ngu si phàm phu này không biết tướng diệt rốt ráo của các pháp, tự thấy thân mình thế nào, nghĩ thấy thân người cũng vậy, do đó dựa vào cái thấy đấy mà khởi lên nghiệp về thân miệng ý. Người này do có cái thấy sai lầm, nhớ nghĩ phân biệt nên có suy nghĩ ta là kẻ tham dục sân giận ngu si, phân biệt như vậy rồi người nọ ở trong Phật Pháp liền xuất gia học đạo, rồi lại suy nghĩ ta là người trì giới tu phạm hạnh, ta phải vượt qua sinh tử thoát mọi khổ não nhập vào Niết Bàn. Người này phân biệt các pháp là tốt không tốt, là nên biết, là nên đoạn, là nên chứng, là nên tu, gọi đó là khổ nên phải biết, nên đoạn diệt nên tu, nên chứng đạo. Đã vậy là còn phân biệt tất cả các hành đều vô thường, tất cả các hành thể đều là khổ, tất cả các hành đều là ba độc thiêu đốt. Do đó ta phải mau chóng xả bỏ pháp hữu phi này. Nghĩ như vậy rồi, liền sinh tâm nhàm chán đối với mọi tướng thủ trong các hành. Lúc đó, người này lại suy nghĩ, nếu thấy các hành như vậy thì gọi là đã thấy khổ ác nhàm chán các hành, gọi là đoạn tập phân biệt các hành. Nhưng khi thấy diệt đế, người nọ liền nghĩ, nay ta thấy diệt thì gọi là chứng diệt, ta cần tu đạo thì phải đến nơi yên vắng, nghĩ về pháp như vậy. Nghĩ vậy rồi, người nọ liền thâu tóm tâm, trổ vào yên lặng. Người này trước đạt được tâm nhàm chán, nay đạt được tâm an định, nên đối với các hành, tâm liền được xa lìa. Rồi tự thấy hổ thẹn, nhàm chán, không vui, không mừng. Rồi lại nghĩ, nay đối với tất cả pháp, ta đã được giải thoát, không còn gì để làm nữa. Thân ta đã đắc đạo quả A-la-hán. Người này khi chết, thấy nơi thọ sinh bồ đề trong tâm liền sinh mối nghi hoặc. Do đó sau khi chết rồi, người này bị đọa vào địa ngục lớn. Tại sao? Vì người này đã có sự phân biệt đối với pháp vô sinh. Khi ấy Văn Thù sẽ lại Pháp Vương Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, nay vì sao phải quán bốn thánh đế? Phật bảo Văn Thù sẽ lại, nếu người tu hành nào có khả năng thấy tất cả pháp, tức là tánh vô sinh, thì gọi là thấy khổ. Nếu có khả năng thấy tất cả pháp là không tập không khởi thì gọi là đoạn tập. Nếu có khả năng thấy tướng diệt rốt ráo của tất cả pháp thì gọi là tướng diệt. Nếu có khả năng thấy tánh vô sở hữu của tất cả pháp thì gọi là tu đạo. Văn Thù sẽ loại này, nếu người tu hành nào có khả năng thấy bốn thánh đế như vậy mà người ấy không khởi lên sự phân biệt như vậy, pháp này tốt, pháp này không tốt, pháp này nên biết, pháp này nên dứt, pháp này nên chứng, pháp này nên tu, đó gọi là khổ, nên biết tập, nên đoạn diệt, nên chứng đạo, nên tu. Vì sao? Bởi những việc làm của hàng phàm phu đều là tham dục, sân nhuế, ngu si. Người tu hành thấy pháp này đều là không sinh, là không chỗ có, là không thể phân biệt, chỉ gồm toàn là giả dối. Khi đó đối với pháp không có gì để nắm giữ, không có gì để bỏ lìa bỏ, tâm hoàn toàn không bị ngăn ngại trong ba cõi.
Thấy ba cõi tất cả rốt ráo không sinh, thấy tất cả pháp tốt không tốt, điên cuồng giả dối, không thật đều như huyễn, như mộng, như ảnh, như tiếng vang, như sóng đắng. Người tu hành thấy tánh tham dục tức là tánh niết bàn, tánh sân giận tức là tánh niết bàn, tánh ngu si tức là tánh niết bàn. Nếu có thể thấy tánh của tất cả pháp là như vậy thì không còn phải lên sự yêu ghét đối với tất cả chúng sinh. Tại sao? Đó là vì người tu hành không đạt được pháp này, hoặc sinh chỗ yêu, hoặc sinh chỗ ghét, an trụ ở trong tâm hư không, cho đến không thấy Phật, không thấy pháp, không thấy tăng. Tức là không thấy tất cả pháp. Nếu không thấy tất cả pháp thì không sinh sự hoài nghi hoặc đối với các pháp. Nếu không sinh nghi hoặc thì không thọ tất cả pháp. Không thọ tất cả pháp thì trụ vào sự vắng lặng. Này Văn Thù Sư Lợi, trưởng lão Tu Bồ Đề biết pháp như vậy nên không đến lạy dưới chân Phật. Tu Bồ Đề còn chưa đạt được thân mình, huống gì là đạt được thân Như Lai. Không được thân mình mà đạt được thân Như Lai thì điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Văn Thù Sư Lợi lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, người tu hành sao lại phải quán bốn niệm xứ? Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, đời sau có một vị tỳ kheo nói như vậy: quán nội thân xứ như quán bất tịnh là thân niệm xứ, quán lạc sướng đều khổ là thọ niệm xứ, quán tánh sinh diệt của tâm là tâm niệm xứ, quán tướng hòa hợp của hư hoại chỉ được pháp tướng là pháp niệm xứ. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy thế nào là quán chân chánh bốn niệm xứ? Thôi thôi, Văn Thù Sư Lợi, cho nên hỏi điều này, Như Lai tùy nghi thuyết pháp khó có thể hiểu được. Bạch Thế Tôn, quý sinh Thế Tôn thương xót chúng sinh, hãy nói ra. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, nếu người tu hành nào thấy thân như hư không thì là thân niệm xứ. Kẻ tu hành đã biết khắc thọ không ở trong, không ở bên ngoài, cũng không ở giữa thì là thọ niệm xứ. Nếu kẻ tu hành biết tâm chỉ là danh tự thì là tâm niệm xứ. Nếu kẻ tu hành không đạt pháp tốt, không đạt pháp không tốt thì là pháp niệm xứ. Văn Thù Sư Lợi đã quán bốn niệm xứ như vậy. Văn Thù Sư Lợi là bạch Phật, bạch Thế Tôn, tại sao người tu hành phải quán tám phần thánh đạo? Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, nếu người tu hành thấy tất cả pháp là bình đẳng, không hai, không phân biệt thì gọi là chánh kiến. Thấy tất cả pháp không không suy nghĩ, không phân biệt do cái thấy đó nên gọi là chánh suy nghĩ. Thấy tất cả pháp không có tướng nói năng, khéo giữ gìn tướng bình đẳng của lời nói thì gọi là chánh ngữ. Thấy tất cả pháp không có tướng tạo tác, người tạo tác và không thể đạt được thì gọi là chánh nghiệp. Không phân biệt mạng sống chân chánh hay mạng sống tà vậy, khéo tu tập mạng sống bình đẳng thì gọi là chánh mạng. Không phát không khởi tất cả pháp vì không có gì để làm thì gọi là chánh tinh tấn. Không có sự nhớ nghĩ đến tất cả pháp, xa lìa các tánh nhớ nghĩ thì gọi là chánh niệm. Thế tánh của tất cả pháp là thường định, không phân tán, không đối kết, không thể được thì gọi là chánh định. Văn Thù Sư Lợi, người tu hành phải nên quán tám phần thánh đạo như vậy. Văn Thù Sư Lợi là bạch Phật, bạch Thế Tôn, tại sao người tu hành phải quán năm căn? Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, nếu người tu hành tin tất cả pháp là rốt ráo không sinh, từ nó vốn có, từ sẽ đến nay thì gọi là tánh căn. Đối với tất cả pháp, tâm không trụ vào xa gần cách nhau thì gọi là tinh tấn căn. Không còn sự nhớ nghĩ đến tất cả pháp, xa lìa tánh nối kết, không buộc niệm vào chuyên thì gọi là niệm căn. Không có sự suy nghĩ đối với tất cả pháp, hai pháp là không thể được thì gọi là định căn. Thế tất cả pháp là thường không, xa lìa với tướng sinh thì gọi là tuệ căn. Văn Thù Sư Lợi, người tu hành phải nên quán năm căn như vậy. Văn Thù Sư Lợi là bạch Phật, bạch Thế Tôn, tại sao người tu hành phải quán 7 phần Bồ Đề? Phật dạy Văn Thù Sư Lợi, nếu người tu hành thấy tất cả pháp mà không nhớ nghĩ thì gọi là niệm Bồ Đề Phần. Nếu tất cả pháp hoặc tốt hoặc không tốt, hoặc vô ký, không thể lựa chọn, không thể được, không thể quyết định thì gọi là trạch Bồ Đề Phần. Nếu không nắm giữ tất cả tướng trong ba cõi, khi phải bỏ tướng trong ba cõi thì gọi là tinh tấn Bồ Đề Phần. Nếu không sinh tướng vui mừng đối với tất cả pháp hữu vi, khi phải bỏ tướng có vui mừng thì gọi là hỷ Bồ Đề Phần.
Nếu trừ bỏ được tâm có trong tất cả pháp, tướng nối kết không thể được thì gọi là trừ Bồ Đề Phần. Nếu tất cả pháp không thể được khéo tu tướng hủy hoại thì gọi là định Bồ Đề Phần. Nếu không nương tựa, không tham, không dính mắc vào tất cả pháp, không thấy tất cả pháp mà liền xả được tâm thì gọi là xả Bồ Đề Phần. Phân thù sư lợi, người tu hành phải đánh quán bảy phần Bồ Đề như vậy. Nếu người tu hành có khả năng thấy như vậy về bốn thánh đế, bốn niệm xứ, bốn tam thánh đạo, năm căn, bảy phần Bồ Đề, thì ta gọi người này là người đã được độ, đã đến bờ giải thoát, đã ra khỏi nơi đất liền vô ý, đã vứt bỏ gánh nặng, đã trừ các bụi trần dơ bẩn. Người này được gọi là người không có gì để có, là người không có gì để buồn rầu, là người không có chỗ thọ nhận, là bậc A La Hán, là Sa Môn, là Bà La Môn, là Tỳ Kheo, là người tắm rửa sạch sẽ, là người trí, là người giải thoát, là người nghe, là Phật tử, là thích tử, là người phá bỏ mọi ràng buộc, là người mở cửa niết bàn, là người đã nhảy qua hào, là người không còn sự ham muốn, là người mở cánh cửa, là hiền thánh thắng tướng. Văn thù sẽ lợi, nó có tỳ kheo nào thành tựu được pháp như vậy thì được gọi là ruộng phước, đáng được nhận cúng dường theo hàng trời người ở thế gian. Văn thù sẽ lợi, nếu tỳ kheo nào muốn làm người ban bố cho người nghèo đói ở trong nước, làm người phá hủy lưới ma, là người muốn vượt qua bể sinh tử, là người muốn được niết bàn, là người muốn cởi bỏ mọi khổ não, là người muốn làm ruộng phước cho tất cả hàng trời người ở thế gian, thì cần phải siêng năng tu tập pháp như vậy. Khi Đức Thế Tôn nói pháp này xong, có 32.000 các trời cho đất thật tướng của các pháp, tất cả cùng đem hoa trời Mandala rải lên trên Đức Phật rồi bạch. Bạch Thế Tôn, nếu người nào nghe được kinh pháp này thì người ấy được gọi là kẻ xuất gia tốt, cần gì phải tinh thọ, đọc tụng và thực hành như lời dạy. Bạch Thế Tôn, nếu người nào trong chốc lát mà nghe được pháp này thì gọi là không có tăng thượng mạng. Bây giờ Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử bạch Phật: Cuối xin Thế Tôn, hãy nói Đà La Ni, bởi Đà La Ni này khiến các Bồ Tát đạt được vô ngại biện tài, không còn sự sợ hãi đối với các âm thanh, có khả năng khiến các pháp đều trở thành Phật pháp, là giúp tín hiệu các pháp đều là một tướng. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Này ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói pháp môn bất động chủng tánh. Nếu các Bồ Tát nhập vào pháp môn này thì có khả năng dùng ánh sáng trí tuệ chiếu soi tất cả pháp, chống đạt vô sinh pháp nhẫn. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Mà Thế Tôn sẽ gọi là pháp môn bất động xứ chủng tánh. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Tâm của tất cả chúng sinh đều là một, đó gọi là chủng tánh. Bạch Thế Tôn: Tại sao việc đấy lại là chủng tánh? Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Nếu tất cả chúng sinh đều không có tâm, tánh kết nối không thể được gọi là chủng tánh. Văn Thù Sư Lợi: Tất cả chúng sinh đều đồng một lượng gọi là chủng tánh. Bạch Thế Tôn: Tại sao việc đấy gọi là chủng tánh? Phật nói: Tất cả chúng sinh đều như lượng hư không, hoàn toàn không có sự chướng ngại, đó gọi là chủng tánh. Văn Thù Sư Lợi: Tất cả chúng sinh đều là một chúng sinh gọi là chủng tánh. Bạch Thế Tôn: Việc này sao gọi là chủng tánh? Này Văn Thù Sư Lợi, tất cả chúng sinh đều là một tướng, rốt ráo không sinh, lìa các danh tự, tư tưởng nghiêng về một phía, không thể được gọi là chủng tánh. Này Văn Thù Sư Lợi, tham dục là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, việc này sao gọi là tướng bất động? Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, tham dục là tướng bất động, an trụ trong pháp tánh mà như không trụ, đó là tham dục không thể được. Tánh thường xa lìa thì gọi là tướng bất động. Này Văn Thù Sư Lợi, sân giận là kim can. Bạch Thế Tôn, sao gọi là kim can? Này Văn Thù Sư Lợi, sân giận không thể đứt, không thể tan nát, cũng như kim can không thể đứt, không thể tan nát, tất cả pháp cũng như vậy, không thể đứt, không thể tan nát, các pháp vốn không quyết định gọi là như kim can. Này Văn Thù Sư Lợi, ngu si là tánh trí tuệ. Bạch Thế Tôn, tại sao gọi việc đó là tánh trí tuệ? Văn Thù Sư Lợi, tất cả pháp lìa trí tuệ cũng lìa ngu si. Ví như hư không không có trí tuệ cũng không có ngu si, tất cả pháp cũng như vậy, không có trí tuệ cũng như không có ngu si. Trí tuệ ngu si, trí có thể biết,
Pháp từ xưa đến nay đều vắng lặng, đó gọi là trí tuệ xứ. Nay văn thù sẽ lợi, sắc ấm là bất động xứ. Bạch Thế Tôn, sao gọi việc đó là bất động xứ? Văn thù sẽ lợi như cây hoa của thiên đế, gốc sâu chắc chắn không thể lay chuyển được. Tất cả pháp cũng vậy, do pháp không trụ nên ăn trụ ở trong pháp tánh. Pháp này không nơi đến, không nơi đi, không nắm, không bỏ an trụ ở nơi không trụ, thế nên sắc gọi là tướng bất động. Văn thù sẽ lợi, tỏ ấm là diệt tánh. Bạch Thế Tôn, sao gọi việc đó là diệt tánh? Này văn thù sẽ lợi, tất cả các thọ tướng tánh thường vắng lặng, các thọ chẳng phải có từ bên trong, cũng chẳng phải có từ bên ngoài, chẳng phải từ hướng đông, chẳng phải từ hướng tây, nam bắc, bốn góc trên dưới. Vì sao? Vì nếu cái vui nhận được có từ bên trong thì tất cả chúng sinh thường phải nhận vui. Nếu cái khổ nhận được có từ bên trong thì tất cả chúng sinh thường phải nhận khổ. Nếu không khổ không vui có từ bên trong thì tất cả chúng sinh thường phải nhận không khổ không vui. Văn thù sẽ lợi này, nếu muốn cho tất cả các sự thọ nhận thật sự không có từ bên trong, không có từ bên ngoài, không ở trung gian, không ở hướng đông tây nam bắc và bốn góc trên dưới, thì tất cả các sự thọ nhận phải như cỏ cây ngói đá rút ráo, không sinh không diệt không tướng. Thế nên sự thọ nhận gọi là niết bàn tướng. Này văn thù sẽ lợi, tương ấm là chúng tánh. Bạch Thế Tôn, tại sao việc đó gọi là chủng tánh? Này văn thù sẽ lời, tưởng này đều là những ý tưởng phân biệt. Nó phát sinh từ hư vọng, ví như nắm hư không, như ngựa hoang, bản tánh tự lìa, thế nên tưởng ấm gọi là chủng tánh. Này văn thù sẽ lời, hành ấm là chủng tánh. Bạch Thế Tôn, tại sao việc đó gọi là chủng tánh? Văn thù sẽ lời, tất cả các hành lìa số, vô số nhập vào bình đẳng. Ví như cây chuối rốt ráo không có lỗi, bản tánh nó là như vậy. Tất cả pháp cũng như vậy, không có danh tự, không tánh. Thế nên, hành ấm gọi là chủng tánh. Này văn thù sẽ lợi, thức ấm là chủng tánh. Bạch Thế Tôn, sao gọi việc đó là chủng tánh? Văn thù sẽ lợi, thức này như huyễn, không thật, không khởi, không sinh, không, không tướng, không tác. Như năm ngón tay vẽ vào hư không không hiện ra tướng. Thế nên, thức ấm gọi là chủng tánh. Này văn thù sẽ lợi, sắc là chủng tánh. Bạch Thế Tôn, tại sao gọi là chủng tánh? Này văn thù sứ lợi, ví như những hình ảnh trong gương, tuy mắt có thể thấy, nhưng những hình ảnh ấy thật ra không có thật. Tất cả sắc cũng như vậy, tuy thấy không thật, nhưng chỉ vì mắt bị lừa, tâm bị lừa, giả dối không thật mà thôi. Thế nên sắc gọi là chủng tánh. Này văn thù sứ lợi, thanh là chủng tánh. Bạch Thế Tôn, tại sao thanh là chủng tánh? Văn thù sẽ lợi, tất cả pháp không có tướng khác biệt, rốt ráo trống không, chẳng khác nào tiếng vang giữa núi, thế nên thanh là chủng tánh. Này văn thù sẽ lợi, hương là chủng tánh. Bạch Thế Tôn, tại sao hương là chủng tánh? Văn thù sẽ lợi, tất cả pháp không hương tướng tánh không biết, do đó nó là không, nó như hư không. Mũi ngửi mùi hương, nhận thức thì không thể được, thế nên hương là chủng tánh. Này văn thù sẽ lợi, vị là chủng tánh. Bạch Thế Tôn, tại sao vị là chủng tánh? Này văn thù sẽ lợi, tánh của vị tức là tánh không thể nghĩ bàn, không thể biết xa lìa với biết, tự tánh thường xa lìa, thế nên vị gọi là chủng tánh. Này văn thù sẽ lợi, xúc là chủng tánh. Bạch Thế Tôn, tại sao xúc là chủng tánh? Văn thù sẽ lợi, xúc như hư không, tánh nó tự xa lìa, không đụng chạm, không hợp. Tất cả pháp cũng như vậy, khéo hoại thân nên đối với xúc, xa lìa tướng xúc không thể được. Thế nên xúc là chủng tánh. Này văn thù sẽ lợi, pháp là chủng tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao gọi pháp là chủng tánh? Văn thù sẽ lợi, tất cả pháp không tướng, không tâm, lìa tâm, lìa danh tự, không quyết định đều là tướng của pháp tánh. Thế nên pháp là chủng tánh. Này văn thù sẽ lợi, đất là chủng tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao gọi địa là chủng tánh? Văn thù sẽ lợi, tất cả pháp không có tướng chắc chắn, không có tướng mềm mại, nó do giả dối hòa hợp, như con người lại cho là chắc chắn, thế nên đất là chủng tánh. Văn thù sẽ lợi, nước là chủng tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao gọi nước là chủng tánh? Văn thù sẽ lợi, tất cả pháp không ẩm ướt, không hợp, như bóng nắng không nước,
Thế nên nước là chủng tánh, văn thù sở lợi, lửa là chủng tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao gọi lửa là chủng tánh? Văn thù sở lợi, tất cả pháp không có nóng, xa lìa tướng nóng, giả dối. Bản tánh thường vắng lặng, chỉ do điên đảo phân biệt kỳ tật không định, không sinh. Thế nên lửa gọi là chủng tánh. Này văn thù sở lợi, gió là chủng tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao gọi gió là chủng tánh? Văn thù sở lợi, tất cả pháp không chướng, không ngại, không tướng, không tánh, không lay động, lìa tướng gió. Thế nên gọi gió là chủng tánh. Này văn thù sở lợi, Phật là chủng tánh. Bạch Thế Tôn, thế nào Phật là chủng tánh? Văn thù sở lợi, tất cả pháp không hiểu, không biết, lìa tướng biết. Thế nên Phật là chủng tánh. Này văn thù sở lợi, pháp là chủng tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao gọi pháp là chủng tánh? Văn thù sở lợi, các pháp không thể hoại mất, không thể đoạn dứt. Xa lìa sự đoạn diệt tan hoại, nên không tướng, không danh, không tánh. Ra ngoài con đường ngôn ngữ, thế nên pháp là chủng tánh. Văn thù sở lợi, tăng là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, vì sao gọi tăng là tướng bất động? Văn thù sở lợi, tánh chúng an trụ trong pháp tánh, thực tế, định, loạn, bình đẳng. An trụ trong tất cả pháp trí tuệ, ngu si. Giải thoát phiền não, bình đẳng. Tâm không có chỗ để trụ, nếu trụ thì không thể được. Thế nên, tăng là tướng bất động. Này văn thù sở lợi, tất cả pháp hành xứ là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, vì sao gọi tất cả pháp hành xứ là tướng bất động? Văn thù sở lợi, tất cả hư không hành xứ, không thể nghĩ bàn hành xứ, đoạn hành xứ là không nguồn gốc, không khác biệt, không thể được. Thế nên tất cả pháp hành xứ gọi là tướng bất động. Này văn thù sở lợi, tất cả pháp vô duyên là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, vì sao gọi tất cả pháp vô duyên là tướng bất động? Văn thù sở lợi, tất cả pháp là không chỗ nương tựa, không nơi trụ, không duyên, không thuận, lìa các duyên. Thế nên tất cả pháp không duyên là tướng bất động. Này văn thù sở lợi, tất cả tướng của pháp không nắm giữ, không xả bỏ, gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, vì sao gọi tất cả tướng của pháp không nắm giữ, không nắm, không bỏ, gọi là tướng bất động? Văn thù sở lợi, tất cả pháp đều quy về sự bình đẳng, quy về pháp tánh. Pháp này không thể nắm bắt, không thể buông bỏ, không cầu, không mong. Các hy vọng đều dứt trừ. Sau này nó thường vắng lặng, tương đồng với hư không. Thế nên không nắm, không buông, gọi là tướng bất động. Này văn thù sở lợi, tất cả pháp không xấu, gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, vì sao gọi tất cả pháp không xấu là tướng bất động? Văn thù sở lợi, tất cả pháp là không bận nhơ, không chỗ có, trong sạch, tỏa sáng rực rỡ như hư không, không bị che phủ. Các tội định tướng không thể đạt được, thế nên tất cả pháp không xấu gọi là tướng bất động. Này văn thù sở lợi, tất cả pháp không có chỗ quay về gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả pháp không có chỗ quay về gọi là tướng bất động? Văn thù sở lợi, tất cả pháp là trống rỗng, không nguồn gốc, do đó không có chỗ để quay về. Thế nên không có chỗ quay về gọi là tướng bất động. Này văn thù sở lợi, tất cả pháp không học gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, vì sao gọi tất cả pháp không học là tướng bất động? Văn thù sở lợi, tánh của tất cả pháp là không học, không nên học, không nên tu, không nên nghĩ, không nên nhớ, không nên ở, không nên phát, không nên hành, không nên dứt, không nên chứng, không có lời, không nên nói, không nên cầu, không nên giữ, không nên bỏ, không nên lìa, không nên trừ. Vì sao? Này văn thù sở lợi, tất cả pháp tướng rốt ráo xa lìa, xưa nay nó không có chỗ để nắm bắt, thường là tướng buông bỏ. Các pháp này là nơi mà có trí tuệ cũng không thể đạt đến được, là chỗ mà hàng ngu si không cách gì đạt đến được. Thế nên không học là tướng bất động. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Kinh Chư Pháp Vô Hành Quyển Thượng.